Đồ Cốt Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 26 sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019 và chúng tôi sẽ báo giá một số các tranh khảm đang bày tại cửa hàng Đồ Cốt Hiền. Sáng nay vừa treo mấy bức này lên xong. Bức thứ nhất là bức Vinh Quy Vái Tổ 97 1m97, cái hàng là đầu tư rực rỡ. Quý vị nhìn thấy từ cái quấn thừng ở ngoài đến cái diềm ở trong này và các cái phần về ốc khẩu và chai ở trong rất là rực rỡ luôn. Thì cái bức bức này 97 m 97 Vinh Quy Vái Tổ là 35 triệu giá tại cửa hàng. Trong đó cùng kích thước như vậy ở bên dưới là bức tranh quê xưa ở mức độ hàng phổ thông là nó chỉ có 22 triệu thôi, và nếu cái hàng phổ thông này mà đầu tư nó rực rỡ lên thì nó sẽ lên là 34 triệu, tức là rẻ hơn bức Vinh Quy 1 triệu, do là cái bức Vinh Quy là nó cái nó mật độ nó dày đặc hơn. Đấy, trong khi đó thì trong này cũng có bức quê xưa nhưng mà 80m6 thì giá là 14 triệu tại cửa hàng. Giá này tôi bán cũng mấy năm nay rồi. Đây là 80m6. Đây là 14 triệu. Tôi đi lùi vào trong để báo giá tiếp. Thưa quý vị, là mỗi bức này là mấy tốt thợ làm trong hàng tháng trời mới được, rất nhiều công, cho nên là những cái sản phẩm ở nông thôn mà tạo nhiều con việc làm này nhà nước rất khuyến khích. Thưa quý vị, tiếp theo là bức bên trong này là kích thước lớn nhất ở cửa hàng, là dài 2m53, cao 1m27, mẫu Tùng Hạc Duyên Niên, bức này là 48 triệu. Cùng kích thước như này mà Vinh Quy hoặc là quê xưa thì đều giá như vậy. Bên trong này là bức vị quê xưa đây, cũng kích thước như vậy và giá cũng thế, 48 triệu, kích thước dài 2m53, cao 1m27. Bên trong này là bức bách điểu, bách điểu cũng cao 1m27, dài 2m53, 48 triệu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Như vậy tôi vừa báo sơ bộ là 7 bức tranh khảm trong cửa hàng. Ngoài ra thưa quý vị là trong cửa hàng còn đang còn rất nhiều. Đây, như bức này đây rất long lanh rực rỡ, đây nó cũng chỉ là 22 triệu thôi. Bức tranh quê xưa. Trong thực tế nó còn đẹp hơn nhiều. Đây nó lóa ánh sáng, nó chỉ lên được như thế này thôi. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu B Đồ Gỗ Đức Hiền. Quý vị nhìn thấy đây, đây là bức tranh Vinh Quy Vái Tổ, kích thước là cao 1m27 và dài 2m53, giá 48 triệu. Đây còn một loạt đang xếp đống với nhau đây, rồi các cái tranh bộ rất nhiều, giá từ 14 đến 60 triệu. Ví dụ như bộ này là 52 triệu này. Có ốc 100% rực rỡ luôn. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Lúc này đang là sáng ngày 27 tháng 11 2019.